Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập tiếp theo của Shogun Showdown. Đây là tựa game bán hành, mua hành. Nhưng trong tập này chúng ta sẽ sử dụng nhân vật khác. Như đã nói tập trước thì tôi mở được hai nhân vật này. Đó chính là The Shadow và Jujutsuka. Thì hai nhân vật này là hai nhân vật mở được sau khi hoàn thành một số những cái thành tựu. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm thử. Trước hết là The Shadow đi ha. Tôi chưa chơi trận nào với The Shadow hết, cho nên tôi sẽ bắt đầu chơi ngày 1. Đây sẽ là một cái phần trải nghiệm nhanh về những kỹ năng cũng như là những cái tuyệt chiêu của nhân vật này. Thì nếu mọi người mới thấy đó thì tôi dùng một cái dây móc. Ủa, rồi nhân vật này mà không lướt rất là nhanh. Nhân vật này di chuyển di chuyển movement, he got motion. Trời ơi, né chiêu phải gọi là tuyệt vời luôn á chứ. Motion, nhưng mà nó có thể lướt rất là nhanh. Nó gọi là khi một khi mà bạn này lướt là bạn này sẽ lướt nguyên một cái quãng đường luôn ấy. Đó, tôi chỉ bấm đúng một lúc mũi tên thôi, nó bay một phát tới cái ô cuối cùng còn trống. Và như mọi người đã thấy đấy, đây là một trong những con tướng rất là mạnh. Thật sự, nói thật là nó rất là mạnh thật. Cái khả năng cơ động rất là cao nha mọi người. Nhưng mà cái dây móc này tôi đang chưa thực sự hiểu lắm là cái dây móc này sẽ làm được gì trong thực chiến. Nhưng chẳng hạn như thế này, đây là cái có một cái quick turn ở đây cũng khá là ok. Tôi nghĩ đây là một cái nhân vật khá là phù hợp với combo kill mọi người. Ui, đây là một nhân vật khá là cơ động nha mọi người. Kéo lại, xoay một phát combo kill khá là đỉnh đấy, không đùa đâu. Nhất là khi mà nó có thể di chuyển mà không sợ bất kỳ một cái gì luôn ấy, nó mới thật sự gọi là khủng khiếp. Ôi, cơ động quá, không quen. Như mọi người cũng đã thấy đấy, đây là một con những cái vị bóng đêm, đúng nghĩa là sát thủ bóng đêm luôn ấy. Rất cơ động một cách khủng khiếp. Tại vì nó lùi rất là xa luôn á mọi người, cho nên là kiểu dụ như là mình né đi, mình lùi một phát là bay tuốt về phía sau luôn, tức là nó rất là mạnh trong việc là chạy được một khoảng rất là dài. Tuy nhiên là nó khá là khó hiểu ở cái chỗ là bây giờ những cái trường hợp là khi mà mình gặp một cái trường hợp là khi mình tiến gần quá với đối phương, khi mình lùi ngược lại mình tiến gần quá với đối phương, thì thật sự là câu chuyện không hề dễ dàng một xíu nào hết. Rất cơ động luôn á mọi người, cơ động khủng khiếp. Lùi phát nữa không, lùi rồi là nó lùi tới cái nước nào luôn á chứ.
xong. Thôi thì cũng đua đua tí. Ok, enchant mình nha mọi người. Mình sẽ enchant nha. Ngon này, ngon này. Cái dây móc này là ngon nha. Lấy slot upgrade. Đi lấy thêm cái một slot nữa. Hibiku Wasteland. Nếu mà nó lướt thì nó sẽ thay vì giống như con lãng nhân nó sẽ đảo vị trí thì con này nó sẽ lướt một phát, lướt ở phía sau. Chẳng hạn nhá, làm mẫu nhá, làm mẫu nhá. Đấy, nó sẽ lướt về cái ô gọi là gần nhất phía sau. Và đây là tình huống tự bóp, như mọi người đã thấy rồi đó. Nó có tình huống rất là tự bóp luôn. Tuy nhiên nó cũng là một cái điểm đáng chú ý khi mà bạn muốn thuần thục cái vị anh hùng này thì mọi người cần phải có một cái, tôi nghĩ là một cái phần điểm bổ trợ được cho một cái vị anh hùng như thế này ấy, nó là cái khả năng di chuyển. Tuy nhiên là cái điểm yếu của nó là bởi vì nó di chuyển quá nhiều, nó di chuyển quá thường xuyên dẫn đến cái tình huống là rất là khó để mà kiểm soát được rằng là đấy, thấy chưa, rất là khó kiểm soát bởi vì có những lúc mình di chuyển vì cái kỹ năng đặc biệt của nó cũng không phải là dễ chơi nữa. Cực kỳ là, đây là một cái vị tướng phải nói là cực kỳ là kỹ năng luôn nha mọi người. Dù những cái trường hợp như thế này này, đó combo kill là đẹp nhưng mà bây giờ chạy không được mới là cái vấn đề nè. Xoay một phát. Có thể nói là đây là một vị tướng khá là thú vị để chơi và thật sự là xứng đáng để mở được. Và đây là Shadow Dash này, nó cũng chính là cái kỹ năng đặc biệt của con này luôn. Tuy nhiên là nó không có sát thương thôi, cho nên là nó giảm bớt đi một cái hồi chiêu. Tôi nghĩ là con này đặt 7 thì phải nói là không ai bằng luôn. Tại vì khả năng cơ động của nó rất là cao. Và cái tuyệt chiêu của nó không khác gì, và cái vũ khí ban đầu của nó không khác gì con lãng nhân hết. Cho nên là mình cứ bị chém như thế này, lùi ra. Đấy, vừa lùi ra là có mạng lập tức. Sát lại gần nhau. Đấy, dứt nó qua cái 7, kéo nó qua cái 7 là đẹp. Cộng 1 damage, cộng 1 cooldown. Tôi reroll nhé, xin phép reroll nhé. Free play cộng 3 cooldown. Thôi, không được, không ngon lắm. Không phải là ngon lắm.
Bây giờ đó, setup chopper đó, tôi vừa mới cho các bạn thấy được là cái tiềm năng của một cái con tướng như thế này là nó như thế nào rồi đấy. Mình setup 7 xong rồi mình kéo một phát lại là chỉ có chết thôi, không đi đâu được nữa hết, không chạy đâu được hết. Mọi người đã thấy gì chưa? Không đùa được đâu. Sát thương là rất nhiều đấy, là blur sát thương đấy. Rất là blur sát thương. Không sao cả. Nhưng đâu sao đâu. Nói chung là vui vui. Combo này rất là thú vị nhé. Không đùa được đâu. Cứ đặt bẫy thôi. Anh bạn này dăng dăng bẫy khắp lối. Cứ thoải mái mà cứ đặt bẫy ra. Đó là tự đặt lên là chết thôi, chứ có ai ai làm gì đâu. Chưa? Đấy. Quẹt. Ây da, ha ha ha. À, em trai của anh à, chơi cái chất gì đấy à. Giờ nhá, thực hiện combo này. Hay giờ. Cứ đặt cái bẫy ở đây, rồi cứ dụ nó tới thôi. Ai thèm làm gì đâu. Đó, tự đặt bẫy chết thôi, thấy không? Cứ dụ nó đặt 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 bẫy thôi là xong. Bây giờ là cái vũ khí này thì cũng gọi là cũng đã ok rồi, thì mình upgrade một cái upgrade slot nữa thôi là xong. Vũ khí chính. Tại vì không thể nào đánh mà không có vũ khí được hết trơn. Kéo kéo nó vô bẫy là đẹp. Đây, cứ kéo nó sang bẫy là chết thôi, có cái gì đâu. Ôi trời ơi. Sáu máu cứ thích như vậy thôi. Đặt bẫy 405 turn. Khá là gắt đấy, khá là gắt đấy. Còn một đam, còn một cool down. Thực ra là còn một đam cũng được, nhưng gấp đôi đam cũng là không sao cả. Thôi, cái này đi, cho cái cây của mình nó mạnh lên. Cái vũ khí này là khá là nó khá là thuộc về cái kiểu chơi người ta gọi là gimmick ấy. Tức là
Ôi, mất nhiều máu thế. Không vấn đề gì cả. Sáu máu. Ông hoàng đặt 7 trap poison cộng 2 cooldown cũng được. Trời ơi, thiếu gì người đặt 7. Obliterated Trapper. Con này đừng nên gọi là Shadow, gọi là Trapper. Quá khủng khiếp thật sự. Perfect Strike cooldown. Chắc chắn là mua cái này rồi, tại vì cái này là hợp lý nhất rồi. Enchantment có một cooldown. Thực ra là về cơ bản là cũng không mất cần lắm ấy. Tôi cũng cần những cái gọi là Munich Port Shop này, mình nâng luôn đi, nâng được 2 slot thì cũng được. Cái quan trọng là giữ an toàn thôi. Có Sacrifice Tiles và Dancer Shop. Ở đây có cooldown. Tôi nghĩ là nếu mà giờ tôi muốn đi á, muốn đi ngon á, là đi Spirit Gateway là hợp lý nhất. Tại vì không phải là, tại vì mấy cái đồ của tôi không phải là yếu đâu nha. Tại vì cái này có thể dash cả hai phía luôn. Cho nên là đặt 7. Đấy, rồi giật đi. kéo chỉ cần kéo vô 7 là tự động nó lăn ra nó ngủm rồi. Tự động kéo vô 7 là đưa nó tự động lăn ra nó ngủm rồi, ai làm gì nó đâu. Mới làm gì nó trơn. Mất 3 máu rồi.
khó rồi này. Hợp lý. Combo 3, obliterated. Trừ 1 damage, trừ 4 cooldown. À, khó nha. Ngon nhất là cho cái này đi, không còn cooldown nữa. Cái vấn đề là làm sao để mà xin lỗi mọi người, nãy giờ tôi hơi tập trung chơi quá. Thật sự để mà nói thì đây là cái nhân vật khá là mạnh, và nãy giờ tôi đang cố gắng build bộ build nó kiểu dễ chơi á, thì bao gồm những cái thứ đặc biệt là những cái kiểu setup nhiều hơn. Ôi dồi ôi, thôi, trừ một cooldown thì chắc chắn là phải lấy cái 7 rồi. Cái 7 trừ 1 cooldown thì nó sẽ rất là hợp lý. Wow. 7 mà cuối cùng mình đành lấy cái dây ra là đâu cần vậy đâu ta. Cái vấn đề bây giờ làm sao để có thể giết được cả ba luôn nè. Khó này. Lùi lại đặt một cái 7. Bây giờ kéo dây móc và kiểu gì cũng sẽ bị mất máu. Cho nên là xoay, kéo, xoay. Giật xét, xoay vòng. Đợi cái xét của mình tới thôi. Rồi. Hợp lý rồi đấy. Sao phải đi tới chỗ này để đặt setup càng nhiều 7 càng tốt. Đây, cơ hội mình setup 7 đấy. Đâu, tự động chết hết rồi, ai làm gì đó đâu. Kéo dây móc lại. Qua là hợp lý luôn.
đằng sau. Đấy, đặt cả 7 nha đây. Từ đằng sau. Từ từ nha. Khoan đã, từ từ. Giật xét cái. Cho đừng di chuyển đâu hết trơn á. Rồi. Cái vấn đề ở đây á đơn giản lắm. Bây giờ mình phát một cái combo kill ba con này luôn. Và cái mục tiêu của tôi á là như thế này. Nhóc ơi, tôi giật xét con này yếu xuống cái đã. Hơi tôi hơi câu giờ một xíu á, nhưng mà đại khái á là bây giờ nếu như con này thấy chưa? Ai mà biết được. Con này nó không bị nó lùi nha, cho nên là tôi phải lúc nào cũng phải cẩn thận với nó hết. Đấy, lúc nào cũng phải cẩn thận với nó cả. Bùm. Chỉ có chết thôi, tôi bị tôi kéo vô cái bẫy của tôi là chỉ có chết thôi, nói thật. Không đỡ được đâu, không đỡ được đâu. Lấy cái thanh đao này, lấy shockwave. Con này không thể bị kéo và không thể bị quay đầu. Cho nên là cách chơi của tôi như sau. Nhất lấy cái này. Không sao cả. Nếu mà kiểu bị khó quá thì không vấn đề gì hết. Con này sẽ up thôi. Và mình cứ từ từ mình chơi thôi. Ví dụ như là nó tiến tới gần thì đấy, thì tới khi nó tiến tới gần rồi bắt đầu tôi mới chơi nó nè. Hơi rén tí, nhưng mà không sao. Cần có một mũi tên, đã đẹp. Vừa có công vừa thủ, công thủ toàn diện luôn á chứ. Cooldown và combo shot. Chắc chắn là lấy cooldown rồi. Có những cái món ví dụ như trừ 2 cooldown, chẳng hạn như cái dây móc này. Cái dây móc này trừ 2 cooldown tôi thấy là hợp lý. Mấy cái này thì để cooldown, their task performing a combo kill have their cooldown recharged by 4. Wow, nếu mà có combo kill thì họ là 4 máu. Hữu ích đấy. Nhưng bây giờ vẫn chưa là lúc. Mình sẽ đi tới Hot Spring. Đừng rồi, đi đâu đấy? Đi đâu đấy anh bạn? Kéo vào vòng vây. Bây giờ nè, có một cách là mình có thể lướt qua combo kill. Biết sao? Như vậy đi. Bước qua combo kill.
nó bắt đầu nó bị đập đập nó chết không? Vỡ rồi, vỡ rồi, vỡ con bóng rồi, vỡ con bóng khí rồi. Đừng nó bạn. Bạn đi đâu đấy? Bạn đi dễ quá ha. Cho mình đi với. Không cho đi. Từ từ đứng lại đây, mình hỏi tội bạn cái. Bạn tạo khiên hơi nhiều đấy. 27 phút rồi nha mọi người. Thì này có cái số thời gian. Còn một upgrade slot chắc chắn là phải dành cho cái thanh đao siêu bự của mình rồi. Thanh đao siêu to khổng lồ. Đam gọi là cực nhiều. Khó đấy nha. Không sao hết. Không sao hết, không sao hết. Cứ bình tĩnh uống nước mía. Ăn bánh, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bây giờ combo của mình như sau: 1 2 3. Đó, mọi người thấy combo của chưa? Nếu mọi người chưa thấy thì không. Ai chơi thế bây giờ? Vừa mới xuất hiện là đã ăn một cái combo đi luôn rồi chứ. Đứng lại đó. Câu thêm một lượt nữa. Không sao cả. Đứng đây bạn tôi ơi. Một bạn. Từ bây giờ đánh làm sao để mà thắng được mới là khó này. Ok nhá. Đánh là thắng. Trừ 2 cooldown thì có thể lấy cái sharp turn này cũng được. Cái sharp turn này cũng khá là mạnh, hoặc là shock wave. Lấy đập giật xét. Khó vậy ta. Từ nhá. Vậy thì combo như thế này đi. Con này counter được mấy con đánh xa nên là không sao. Đó, thì như vậy thôi, có cái gì đâu. Đu dây móc. Đu kiểu anh hùng.
Bây giờ nếu mình xoay từ từ nha. Ê hê. Không sao hết, bình tĩnh bình tĩnh, còn chơi được, tình huống vẫn là còn y nguyên. Sao ba cái chai luôn vậy, cái gì hết trời. Ừ vậy đi cho nó nhanh, cho nó đơn giản. Ê nhưng mà cái combo này khó đánh lắm, khó đánh lắm, bắt buộc là phải đặt bẫy hay cái gì đó. Buộc là phải đặt bẫy hay cái gì đó, đó chứ khó vậy. Không, bắt buộc mình phải câu, mình bắt buộc mình phải câu giờ đó, chứ không không là mình đánh không có được, đánh không được, đánh không được. Tại vì thế này, thấy chưa, đặt cái này, xoay cái này, hợp lý. Mất nhiều máu quá, cứu tôi với, mất nhiều máu quá, thật sự là mất quá nhiều máu rồi, máu luôn đi. À anh bạn lì lợm nè. À, anh bạn này, anh bạn này, anh bạn nhút nhát kìa, hèn nhát kìa. Đúng rồi, đúng rồi, đứng đó, đứng đó đi, đứng đó đi, đứng 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 đó chơi từ từ, ai làm gì ai đâu, không ai làm gì hết trơn nhờ. Tự bình tĩnh, tôi văng xong 7 cái đã rồi, bắt đầu thôi. Tạm biệt. Obliterated, không mất một máu, không mất một máu luôn mà sao mà đỉnh, sao mà chơi lại tôi. Warriors gamble man. Task performing combo kill. Lấy cái này là ngon nhất. Lấy cái này là ngon nhất. Randomize. Thực ra là tôi không có nhu cầu randomize bất kỳ một cái gì này hết trơn. Có chăng là mua một bình máu, mua thêm một bình máu nữa, với cả lấy thêm một cái túi chỗ trống trong túi đồ. Hideyoshi Skip. Đây là cái map mới tôi chưa chơi qua này. Ít nhất là chưa đánh được tới boss. Cho nên là con này rất là nguy hiểm, bởi vì nó sẽ đánh mà không có
Mà anh không có chờ mình đâu, nói thật ấy. Để bị ép là được. Đường đây bị ép là được. Đường đây bị ép là được. Từ từ nhé, kéo không có đam đúng không? Kéo không có đam. Kéo này. Lấy. Có buộc kill thì được cộng 4 đam. Khi ngã đã đấy, còn bây giờ mới đánh nè, bây giờ thực sự gọi là đánh này. Đặt 7 cái. Combo kill man. Nhưng nếu đi một lượt thì cũng không có tối ưu lắm á. Thì không có phủ nhận là
Nhưng mà đi dịch chuyển ngược về sau cũng không được. Khó thế nhờ. Cái tình huống này tôi chưa gặp bao giờ. Chết rồi nè. Bây giờ cái câu chuyện là giờ nếu mà tôi xoay một phát là con này nó chết chắc. Chết chắc luôn á chứ, không đùa, không đùa. À, sau một lúc căng thẳng suy nghĩ thì cuối cùng tôi cũng đã qua được khúc này rồi mọi người. Free play cộng 3 cooldown. Còn 1 damage, còn 1 cooldown. Được. Hideyoshi the Queen the Cunning. Lúc trước tôi gặp một con boss khác nữa. Cái con Nobugawa the Wicked đó. Ây da, con này cũng chết luôn rồi, thật chứ. À, chiến thuật của tôi nó có vẻ nó hơi lủng rồi mọi người ơi. Tuy nhiên, đây là một nhân vật rất là vui, chơi rất là vui mọi người. Mọi người rất là mạnh. Và tôi nghĩ rằng là tập này nó cũng đã đủ dài rồi. Cho nên là cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Tập sau thì chúng ta sẽ chơi nhân vật tiếp theo. Đó chính là trải nghiệm thử nhân vật tiếp theo là Jujutsuka. Đấm chiêu này thì cũng một con cũng khá là khó chơi đây. Cho nên là tạm biệt mọi người, chúc mọi người một ngày mới vui vẻ.